Xin chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với Beautiful Car trong chuyên mục báo giá xe mới. Trong nội dung của video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về dòng xe Toyota Vios 1.5G, một trong những phiên bản bán chạy nhất của dòng xe Toyota Vios tại Việt Nam. Như quý anh chị và các bạn đã biết, Toyota Vios là một trong những mẫu sedan hạng B nằm chung phân khúc với các đối thủ như Hyundai Accent, Honda City hay Kia Soluto. Toyota Vios G từ xưa đến nay vẫn là phiên bản được khách hàng ưa chuộng nhiều nhất bởi nó mang trên mình tất cả những option tiện nghi quan trọng nhất của dòng xe Toyota Vios. Tại thị trường Việt Nam, Toyota Vios được phân phối với 4 phiên bản bao gồm Vios E số sàn, Vios E số tự động, Vios G số tự động và Vios G RS phiên bản thể thao. Vios 2022 là phiên bản cập nhật mới nhất và đã ra mắt ở nhiều nước Đông Nam Á như Malaysia, Philippines và Việt Nam. Vios 2022 đã thay đổi rất nhiều về ngoại thất, nội thất và cả tính năng an toàn. Vios 1.5G 2022 được đánh giá là có thiết kế thanh lịch, hiện đại, thể thao và sang trọng. Chiếc Vios thế hệ mới luôn khẳng định được vị thế như một biểu trưng cho sự sang trọng, lịch lãm và không kém phần cuốn hút. Sau đây là mức giá niêm yết của Toyota Vios dành cho các phiên bản số sàn, số tự động, 1.5G cũng như phiên bản GRS thể thao. Từ nay cho đến hết 31 tháng 5 năm 2022, đối với các dòng xe lắp ráp trong nước như Toyota Vios thì hiện vẫn đang áp dụng mức thuế giảm 50% trước bạ. Sau đây chúng tôi xin phép cập nhật bảng giá lăn bánh của Toyota Vios 1.5G tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành khác. Quý khách hàng lưu ý, mức giá lăn bánh của Vios G ở trên được tính theo mức giá niêm yết 581 triệu đồng và chưa trừ đi khuyến mại. Ngay trong tháng 4 này, đối với phiên bản Toyota Vios 1.5G, đại lý đưa ra rất nhiều các chương trình khuyến mại cũng như giảm giá tiền mặt trừ thẳng vào hóa đơn. Thông tin chi tiết về giá bán, khuyến mại cũng như thủ tục trả góp, quý anh chị và các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với số hotline trên video để được hỗ trợ tốt nhất. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu đôi chút về chiếc xe Toyota Vios G 2022. Vios G 2022 đã được trang bị thêm một số tính năng mà phiên bản trước đây chưa có, ví dụ như đèn LED phía trước được phân khoang, phân tầng, giải LED ban ngày chữ L ôm theo đèn, đèn sương mù LED thiết kế lại và góc cạnh cá tính hơn. Ở phiên bản mới này, Vios G 2022 sẽ có 6 màu để khách hàng lựa chọn bao gồm trắng ngọc trai, trắng thường, bạc, đỏ, đen và nâu vàng. Ở phần đầu xe của Toyota đã thay đổi hoàn toàn so với Vios G 2020, thiết kế mặt ca lăng mới giống như đàn anh Camry. Đây là sự thay đổi bất ngờ của Vios, giúp thổi một luồng gió mới cho ông vua phân khúc sedan hạng B. Với mẫu thiết kế này thì ở thị trường Việt Nam, doanh số của Vios G 2022 sẽ giữ vững vị trí top đầu. Nhìn từ bên hông, điểm thay đổi lớn nhất của Vios G 2022 là mâm xe với thiết kế hoàn toàn mới, phay 15 inch đa chấu. Mâm xe này giúp tăng cá tính mạnh mẽ và thể thao hơn cho Vios G. Phần đuôi xe của Vios G cũng đã được thay đổi mới so với phiên bản hiện tại. Bóng đèn halogen cũ đã được thay bằng bóng đèn LED trên tất cả các phiên bản, giúp xe hiện đại hơn, ống xả nhô ra rộng hơn. Ngay trên nóc xe là cột anten dạng vây cá mới, giúp xe khỏe khoắn và thể thao. Cụm đèn hậu LED trẻ trung vuốt sang hai bên, toát lên vẻ năng động, kiểu dáng tổng thể sắc sảo hơn với cụm đèn trước, thể hiện sự thống nhất trong sự thiết kế của Vios G 2022. Khoang không gian nội thất của Vios G 2022 đã được trau chuốt và tỉ mỉ hơn trong từng đường nét, kết hợp hài hòa màu sắc, lựa chọn chất liệu và trang bị các tính năng tiên tiến. Trên phiên bản cao cấp nhất Vios G, xe được trang bị màn hình 7 inch của Toyota, có kết nối Apple CarPlay và Android Auto, điều hòa tự động hoàn toàn mới, cửa gió cũng được thiết kế lại vuốt từ ngoài vào trong, tạo cảm giác hiện đại và sang trọng hơn. Vios G 2022 đã được trang bị thêm hệ thống ga tự động Cruise Control, giúp khách hàng thuận tiện trong quá trình vận hành. Nhìn vào nội thất của Vios G, nhiều người sẽ nghĩ đây là bản thu nhỏ của Toyota Altis. Nội thất của Vios G 2022 là sự kết hợp giữa chất liệu da mềm với tông màu kem đen sang trọng. Dù ở phân khúc sedan cỡ nhỏ hạng B, nhưng Vios G vẫn mang đến cho khách hàng không gian rộng rãi với màu kem sáng chủ đạo, toát lên vẻ sang trọng cho dòng xe bán chạy nhất tại Việt Nam. Toàn bộ ghế ngồi sẽ được bọc da cao cấp màu kem sáng. Giữa hai ghế phía trước có bệ tì tay phù hợp cho những giây phút nghỉ ngơi cho lái xe trên chặng đường dài. Hàng ghế sau mang đến sự thoải mái cho ba người lớn dù cao trên 1m75, vẫn có khoảng để chân cực kỳ rộng rãi và không gian trần xe thoải mái. Vios G 2022 được trang bị khối động cơ 1.5 lít 4 xi lanh thẳng hàng, sản sinh công suất 107 mã lực và mô men xoắn 140 Nm kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT với chế độ giả lập 7 cấp, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, chỉ tiêu tốn khoảng 5,3 lít cho 100 km đường kết hợp. Về tính năng an toàn, Vios G cũng là chiếc xe được trang bị rất nhiều các tính năng an toàn như 7 túi khí, chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử và hệ thống cởi hành ngang dốc. Cùng với đó, quanh xe còn có camera lùi và 6 cảm biến.
Nhìn chung, Toyota Vios G là một trong những chiếc xe đã có rất nhiều sự thay đổi từ ngoại thất mới mẻ, đầu xe hầm hố đến nội thất tiện nghi trang bị thêm nhiều tính năng an toàn và đặc biệt là 7 túi khí. Những thay đổi trên, Vios vẫn xứng đáng là một trong những xe được người tiêu dùng đặt niềm tin tuyệt đối. Như vậy là quý anh chị và các bạn, chúng ta vừa theo dõi video chi tiết về mẫu xe Toyota Vios 1.5G kèm theo giá bán của chiếc xe này trong tháng. Mọi thông tin chi tiết về giá bán, khuyến mại và thủ tục trả góp, quý anh chị khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với số hotline theo từng vùng miền để được hỗ trợ tốt nhất. Beauty Phương Ca xin phép dừng video tại đây. Hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở trong những video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh, chúng tôi sẽ trở lại với những thông tin mới nhất về thị trường xe ô tô tại Việt Nam.